Đây là một gia đình 4 người thuộc hệ sống vô gia cư. Họ chủ yếu di chuyển khắp nơi trên các cao tốc bằng việc dựng một túp lều nhỏ đủ để che mưa che gió. Kinh tế của họ dựa vào công việc xin tiền từ những người đi đường. Người bố như thể một thợ săn chuyên nghiệp, chỉ cần thấy con mồi tiềm năng lập tức phi ra lời lý do bị mất ví rồi vay tiền đổ xăng. Đa số những người bị xin đều không hứng thú gì với việc làm từ thiện kiểu này. Dù có tiền trong người, họ cũng vờ như không có để từ chối. Đến lúc này, hai cô người con của nam chính sẽ xuất chiêu theo đúng kế hoạch. Nhìn thấy hai đứa còn ít tuổi lại ăn mặc lấm lem bùn đất, bố ơi con muốn về nhà. Cô gái vừa rồi còn ngờ vực, nay thay đổi thái độ, lấy từ chiếc ví cũ ra 20.000 won cho bố con họ. Ba bố con tử tế cúi đầu chào, còn xin số tài khoản để về nhà trả tiền lại. Ngày hôm sau, người bố lại đi xin tiền tiếp, nhưng lần này không may mắn như thế vì cả buổi không ai đồng ý giúp. Trong khi đó, Ơn Di, con gái nam chính, nhìn thấy cậu bé trên xe đang ăn gà ngon lành. Cô chỉ biết nuốt nước bọt rồi ôm bụng đói vào nhà vệ sinh uống nước lã trừ cơm. Đúng lúc này, có một người phụ nữ nhìn thấy liền ngăn cô bé lại. Sau khi ra ngoài, Ơn Di tiếp tục nhìn vào quán ăn thòm thèm. Cũng là người phụ nữ vừa rồi trông thấy cô bé. Vô tình thay khi người phụ nữ ra ngoài lại gặp ngay nam chính đến xin tiền. Nhìn đàn ông trai trắng khỏe mạnh thế này mà đi xin tiền phụ nữ thật không ra làm sao. Người phụ nữ không muốn cho, nhưng đến khi nhìn hai đứa con của anh ta, cô không kìm lòng được nên đã rút tiền ra, thậm chí còn cho thêm so với những gì họ yêu cầu. Giúp người không mong báo đáp, nhưng vì họ nài nỉ nên cô mới để lại danh thiếp cho họ có dịp trả ơn. Nhờ có nhiều tiền nên tối đó cả gia đình họ quẩy ăn mừng trong lều, bật nhạc ồn ào khiến mọi người kéo đến nhảy nhót. Hôm sau, thanh tra đến bắt lỗi vì vi phạm pháp luật rồi buộc họ phải dẹp ngay trò cắm trại này đi. Bọn trẻ như một thói quen lấy sự thương hại ra làm tấm bia nên ban đầu anh thanh tra cũng có hơi chùn bước. Nhưng dù gì thì chén cơm vẫn quan trọng hơn nên nhất định phải ra tay dẹp mạnh. Người bố cũng vì bảo vệ gia đình của mình nên xô đẩy với người thi hành công vụ. Lúc xô sát lại khiến đối phương ngã làm sập cả căn lều tạm bợ đó. Cũng vì thương tình nên thanh tra không bắt cả nhà họ lên phường, chỉ buộc họ phải rời khỏi nơi này và cấm không được cắm trại nữa. Cả nhà từ đó không còn chỗ ở nên đành phải di chuyển đến một nơi khác. Gia đình hai người lớn, hai trẻ con lang thang đến tận đêm hôm thì tìm thấy một công trình. Họ mừng rỡ vội vào đó tá túc vì đây có vẻ là nơi tươm tất nhất từ trước đến giờ. Chỉ riêng Ưn Di thì từ lúc mới đến đây đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô sợ cảnh tượng đồi không mông quạnh nên cả đêm không thể yên giấc. Trong khi đó, người phụ nữ từng cho tiền gia đình họ cũng có một cuộc sống đầy đủ hơn. Là chủ một cửa hàng thu mua đồ cũ nhưng công việc kinh doanh cũng mệt nhọc. Tuy vậy, bà sống rất biết trước biết sau, nhất định không chịu trả thêm tiền cho chủ quán ăn khi đến sang toàn bộ bàn ghế. Nhưng bà sẵn sàng chi phong bì cho người đã giới thiệu bà đến mua hàng. Hàng vừa về họ đã lập tức bán được ngay cho một khách hàng khác. Ban ngày hai vợ chồng bà ấy bận rộn làm việc, tối đến lại ra hàng quán lê la cùng nhân viên. Chỉ có đêm muộn khi chỉ còn mỗi hai vợ chồng trong căn phòng im ắng, bà chủ mới bộc lộ nỗi nhớ đứa con yểu mệnh của mình. Ngày hôm sau lúc đi trên đường, bà chủ đó gặp lại bố Ơn Di một lần nữa, còn định xuống xe hỏi thăm có cần giúp đỡ không. Nhưng khi nghe gã xin thêm tiền thì bà lập tức đóng sầm cửa lại. Bà bắt đầu âm thầm theo dõi họ và vô tình phát hiện Ơn Di đột nhiên nhảy ra giữa xe tải làm bà hoảng. Dù vậy nhưng bà vẫn bất chấp nguy hiểm lao ra để cứu cô bé. Thì ra cô bé lo lắng cho em trai nên mới làm điều đó. Vợ chồng họ trông con kiểu gì mà lại để đứa hai đứa lang thang nguy hiểm thế này. Không chịu được nên bà đã dắt cả hai đến trả lại cho bố mẹ Ơn Di. Bà còn nhận ra chiêu trò lừa đảo của họ và dọa sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nhưng bố Ơn Di nhất mực chối bay chối biến rồi dùng thái độ hết sức thiếu tôn trọng. Bà bất mãn gọi điện thật thì cả nhà bốn người mới đùng để kéo nhau chạy. Ra giữa đường, mẹ Ưng Di suýt tí thì bị xe tông. May vẫn tránh được nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Tuy nhiên giờ đây mẹ Ưng Di không dám chống đối mà chỉ biết sợ hãi khóc lóc cầu xin được tha thứ. Dù vậy nhưng đã lỡ báo lên cảnh sát rồi nên bà chủ không thể rút lời lại được. Phía cảnh sát cũng xác nhận dạo gần đây cũng nhận được nhiều đơn tố cáo về tình trạng này. Tôi đến khi bố Ưng Di biết tin này, anh vô cùng khó chịu, đòi sống đòi chết, thậm chí còn nổi điên lên. Người mẹ vẫn bên cạnh xoa dịu nỗi đau và cố kìm bố bọn trẻ lại. Ơn Di cùng em trai đi mua mì cho cả nhà nhưng em trai lúc này lại muốn ăn bim bim. Do không đủ tiền nên cô yêu cầu em trai mang trả lại. Anh chàng thu ngân thấy thế liền cho phép hai đứa trẻ lấy gói bánh đi. Còn anh thì tự bù tiền túi vào cho họ. Bọn trẻ lễ phép cúi đầu cảm ơn anh ta rồi quay về. Không may lúc nấu mì mang ra lại vấp ngã làm đổ một phần. Mẹ Ơn Di nhanh chóng hốt lại rồi xì xóa bằng việc nước sôi có thể diệt vi trùng. Nên mẹ sẽ ăn ly mì này và nhường bố con họ thứ ngon lành hơn. Cả bốn người vừa ăn vừa bàn đến chuyện tối nay sẽ ngủ ở đâu. Không còn cách nào khác, mẹ và em trai Ưn Di đành phải vào nhà vệ sinh ngủ. Còn Ưn Di cùng bố lót một tấm bìa cartoon nằm ngoài bãi cỏ rồi cùng ngắm sao trên trời. Lúc này Ưn Di nói cô có ước muốn được đến trường tập đọc viết như các bạn. Nhưng bố nói rằng chính ông cũng đã từng làm đủ mấy việc đó rồi. Việc đi học không vui như cô nghĩ đâu. Không ngờ Ưn Di đáp trả con vẫn muốn thử trước khi nói ra câu đó. Lúc này bố Ưn Di mới biết mình có lỗi vì đã không thể cho gia đình được cuộc sống đủ đầy hơn. Sáng ra bố con họ không may bị nhóm thám tử vây bắt, do nhận được nhiều phản ánh nên lần này họ không thể làm ngơ. Cả nhà bốn người lại kéo nhau bỏ chạy nhưng vẫn không thể trốn thoát. Cuối cùng cả ổ cũng bị hốt về đồn. Tại đây bố Ơn Di khai rằng chưa từng gặp người phụ nữ kia,
Nhưng lần này cảnh sát có cả băng giám sát ghi nhận cảnh anh nhận tiền của không chỉ một mình bà chủ cửa hàng nội thất Second Hand mà còn nhiều người khác nữa. Cộng thêm tiền án anh bị truy nã vì biển thủ tội lừa đảo và các tội tài chính khác, đợt này có vẻ họ sẽ khó để anh thoát tội. Khi nghe đến vợ anh là đồng phạm bố Ân Di đã nhận hết tội về mình, anh lại quỳ xin lỗi họ và hứa có thể làm việc trả nợ dần. Nhưng cảnh sát không đồng ý vì sợ anh sẽ bỏ trốn, bố Ân Di vì thế nên bị giam giữ lại trụ sở này chờ điều tra. Trong khi đó, bà chủ cửa hàng lái xe rời đi và nhìn thấy ba mẹ con đang ngồi trú mưa. Bà mùi lòng cho họ đi nhờ một đoạn rồi sau đó lại quyết định đưa họ về nhà. Đó là một đêm mà ba mẹ con họ được ăn uống đầy đủ nhất từ trước đến giờ. Bà chủ vì thương cảnh thân phận phụ nữ và cũng từng làm mẹ nên thấu hiểu cho họ. Nhưng chồng bà lại không được bao dung đến thế. Ông cảm thấy khó chịu vô cùng khi có người lạ ở trong nhà và muốn đuổi họ đi. Nhưng vì không qua được tiếng nói của vợ nên ông đành câm nín chấp nhận. Kể từ ngày hôm đó, bà chủ quyết định nhận ba mẹ con họ ở lại cửa hàng, còn dạy học cho Ân Di và tạo công ăn việc làm cho mẹ con họ. Bà đối với Ân Di không khác gì con ruột của mình. Còn bố Ân Di thì vô cùng cay cú vì anh chỉ xin bà ta 20.000, bà cho thừa thêm 50.000 rồi lấy lý do đó báo cảnh sát bắt anh. Nhìn thái độ của anh ta chẳng ai ưa nổi kể cả bạn tù và các cai ngục khác. Để rồi anh bị bạn tù đánh cho sùi bọt mép. Cai ngục thấy thế định vào can nhưng bố Ân Di lại đớp luôn củ khoai của cai ngục rồi nhân cơ hội bỏ trốn ra ngoài. Cả đội cảnh sát đổ xô đi tìm lại chẳng bắt được anh ta, bởi vì anh đã ẩn thân chi thuật vào thùng rác chấp nhận chịu hôi thối cả đêm. Sáng ra anh ta nhặt những bộ đồ cũ để tiện thay đổi rồi lên đường tìm lại gia đình. Bên kia mẹ Ân Di đang làm việc thì cảm thấy có triệu chứng kỳ lạ. Thấy vậy bà chủ tốt bụng đã đưa cô ấy đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán cô có khả năng sinh non rất cao. Vừa hay sau đó thì họ thấy ông chủ ẵm con trai của Ân Di chạy vào. Thằng bé do nghịch ngợm nên bị gãy chân phải bó bột một thời gian. Vì chuyện này ông chủ lại bị nóc nhà mang té tát đến độ không có cơ hội giải thích. Về đến nhà ông chủ lập tức yêu cầu bà chủ đuổi ba mẹ con ấy đi liền. Không ngờ bà chủ vẫn giữ quan điểm của mình, nếu anh thấy khó chịu thì anh đi đi. Từ đó ông chủ ra ngoài mượn rượu giải sầu. Còn bố Ân Di vì không có tiền nên phải đi ăn quỵt. Thậm chí ăn xong còn dùng dao đe dọa chủ quán như một thói quen. Ra ngoài ngõ vắng đột nhiên anh ta bị một người thanh niên bắt lại đánh thối đầu. Gã nói nhiều người mất trắng là do bố Ân Di. Anh chính là tội đồ, kể cả mẹ ruột cũng vì anh mà chết. Sáng ra gã tìm đến nhà vệ sinh rồi lục ra chiếc danh thiếp của bà chủ cửa hàng. Tất cả cũng tại bà ấy nên anh mới như thế này. Trong khi đó bà chủ cũng vừa nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Chồng bà đêm qua ăn nhậu, say xỉn và đánh nhau với bàn bên cạnh nên bị bắt về. Còn vợ của Ân Di ngồi đợi bà chủ và tiện thể hỏi thăm cảnh sát về chồng mình. Qua đó cô mới biết anh ta đã bỏ trốn. Hiện phía cảnh sát đã lên phương án truy bắt anh ta vì sự việc có phần nghiêm trọng rồi. Lúc này tại khu vực gần cửa hàng Ân Di đang đi trên đường thì bất ngờ bố lao ra ôm lấy cô. Theo như phản xạ cô đẩy bố ra một cách dứt khoát. Người bố có mùi lạ quá, bố xin lỗi con nhưng bố đói quá. Ân Di ngoan ngoãn vào nhà làm một ít cơm mang ra. Người bố vừa ăn vừa khen ngon không chỗ nào chê. Ân Di còn khoe được bà chủ dạy viết chữ và chăm sóc rất tốt. Nói rồi bố cô mượn ít giấy tập và viết lên vài dòng nhờ cô đưa cho mẹ. Đợi tối khi mọi người gần đi ngủ hết, Ân Di mới đưa bức thư đó cho mẹ. Hai vợ chồng họ gặp lại nhau nhưng giờ đây người vợ ngày nào chợt trở nên xa lạ. Cô đưa cho anh một chiếc ví rồi bảo anh từ nay cô sẽ sống ở đây. Người chồng không tin vào tai mình nữa. Anh giật ví tiền ném xuống đất và dùng đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng về phía vợ. Dù biết không muốn nhưng cô không thể nào làm khác hơn nữa. Bố Ân Di lại nỗi nóng cầm ghế lên nhưng rồi anh ta không nỡ ra tay. Cuối cùng anh xuống nước cầu xin cô hãy tin mình một lần cuối. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cả nhà chúng ta vẫn bên nhau. Mẹ Ân Di cho rằng ở đây lũ trẻ đang sống rất tốt. Ở đây ít ra mẹ con em ngủ không bị đau lưng. Bố Ân Di cho rằng loài người không đáng tin nữa. Chúng ta nên tránh xa họ ra. Đến giờ phút này cô vợ đành cầu xin tất cả sẽ ổn nếu anh rời đi. Bọn em sẽ cố hết sức để sống. Đêm đó bố Ân Di chỉ biết nằm đó khóc chứ chẳng biết làm gì được nữa. Về phía bà chủ cũng đã thỏa hiệp với chồng. Từ mai bà sẽ đăng ký cho Ân Di đến trường. Trong thời gian chờ sinh nở mẹ cô bé cũng không cần động tay động chân nhiều. Bao giờ sinh xong rồi phụ bà dọn dẹp nơi này rồi bà sẽ trả tiền lương cho. Nghe được đến trường hai đứa trẻ vui mừng lắm. Cả phía bà chủ cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể lo lắng được cho Ân Di thay cho đứa con đã mất của mình. Trong khi đó bố Ân Di lại không kiểm soát được tâm trí và hành vi. Anh ta vào siêu thị ăn uống rồi phá bĩnh loạn cả lên. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn bị người ở siêu thị rượt đuổi, còn anh thì chạy trốn. Chồng bà chủ bây giờ cũng dần quen với sự xuất hiện của ba mẹ con Ân Di. Ông ngồi nghe cô kể lại về quá khứ. Hóa ra mẹ Ân Di là trẻ mồ côi lớn lên sau đó thì gặp bố cô, một chàng sinh viên cũng được ăn học đàng hoàng. Hai người gặp nhau và có em bé trước rồi mới đi đến kết hôn. Từ đó anh ta đã bỏ học rồi đi làm đủ thứ ngành nghề để có tiền lo cho họ. Sau đó do nghe lời xúi dục của một chủ tịch hiệp hội tái thiết và bị dụ dỗ đầu tư vào tổ chức đó, nghe nói sẽ giàu sụ nên anh đã làm đủ mọi cách để có tiền đầu cơ căn hộ. Nhưng kết quả lại để gia đình phải xem bốn bể la nhà vì chẳng còn cái nhà nào nữa. Trong lúc này mọi người đang cùng nhau nướng thịt ăn uống rất hạnh phúc. Bất ngờ bố Ân Di xuất hiện dưới hình hài người ngợm không giống ai.
còn mang theo hung khí nguy hiểm trên tay liên tục mắng mỏ trả gia đình lại cho tôi. Việc bà chủ cửa hàng gọi điện thoại báo cảnh sát càng khiến người đàn ông điên tiết hơn. Anh ta cùng chồng bà chủ và nhân viên cửa hàng bắt đầu có sự mâu thuẫn ẩu đả lẫn nhau, vô tình làm đổ lò than khiến lửa bén vào số nội thất bên ngoài. Mẹ Eunji thấy thế nhanh chóng đến dập lửa, nhưng không may lại bị mồi lửa bắt vào người. Nhìn thấy cảnh này, bà chủ lao đến giúp mẹ Eunji một tay. Tuy nhiên bố Eunji càng không thể làm lơ khi thấy vợ gặp nguy hiểm. Anh ta lao đến ôm chầm lấy vợ mình, còn bà chủ thì quay về bảo vệ mấy đứa trẻ. Bất thình lình đống nội thất đổ sầm xuống đè cả đôi vợ chồng trẻ. Mặc dù mọi người đã cố dập lửa, nhưng vẫn không đáng kể. Lửa ngày càng cháy lan to hơn cho đến khi đội cứu hỏa đến làm nhiệm vụ. Trời chập tối cũng là lúc ngọn lửa chính thức được dập tắt. Đội cứu hộ tìm trong đống đổ nát và phát hiện người chồng vẫn còn ôm chặt lấy vợ. Dường như cơ thể anh đã che chắn cho cô ấy thoát khỏi việc bị vật nặng đè lên người. Trải qua đêm kinh hoàng đó, Eunji vẫn tiếp tục sống cùng vợ chồng chủ cửa hàng nội thất. Cô bé được ăn mặc sạch đẹp, cắp sách đến trường cùng bè bạn. Hôm ấy khi tan trường trông thấy một người ăn mày ngồi cạnh vệ đường. Cô đứng lại nhìn một lúc và thấy được hình ảnh của bố. Điều mà cô bé có thể làm là ném vài đồng xu xuống cho người ăn mày đó rồi trở về nhà, nơi hiện giờ có mẹ Eunji cùng em trai và đứa em vừa chào đời. Cùng với sự cưu mang của cặp vợ chồng chủ cửa hàng nội thất, nơi mà bố Eunji chỉ có thể ngắm nhìn họ hạnh phúc từ thiên đường chứ không thể nào có được niềm hạnh phúc đủ đầy ấy. Nội dung bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.